Con này vừa đùi anh em ạ. Ui giời ơi, con này nó vừa đùi này. Đột biến nhá. Con này khả năng về ép nuôi được rồi này. Đẹp phết này, nhưng mà nó là con mái. Mơ cả ức đây. Không, đấy không phải mơ. Mơ, ức có 1-2 cái lông mơ. Điểm nhưng mà đây là lông thật của nó rồi, nếu mà nó thay là nó nhìn thấy mơ, bây giờ nó chỉ có mơ này thôi, thay đi thế này nó chỉ có mơ tròn, như tròn thế thôi.